Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào các bạn nha. Hôm nay thì mấy anh em hết mưa rồi. Mấy anh em hôm nay có chuyến trải nghiệm cắm câu đêm nha các bạn. Mình thấy bầu trời ok, tối nay mấy anh em đi cắm câu đêm. Cắm câu xong rồi ở lại mấy anh em thăm câu xong rồi nếu mà có mồi thì làm sương sương xong rồi mới về nha các bạn. Hôm nay tiếp tục mình ra cống huyền thoại của mình nữa các bạn. Các bạn dòm thấy cái đường lộ này là biết là thấy lạ rồi. Nhưng mà bây giờ là chỗ cống huyền thoại mình bây giờ là có con đường như vậy luôn nè các bạn. Ok không? Đây. Đó, hồi trước là sậy đế sình bùng không. Đây trên cống này các bạn. Bây giờ làm đường lộ nè. Tốc hành luôn. Lộ đan. Lộ này cỡ 2m5 nha các bạn, có chỗ quầy đầu xe lớn luôn. Trên cống nè. Đó mấy anh em ở trên cống này. Đường này là sậy đế không. Bây giờ làm đường lộ chạy thẳng xuống dưới, bọc trở ra lại nhà mình luôn. Đường này cũng về nhà mình được luôn. Đó, nhà mình ở đây đây nè, sát bên nè. Nhưng mà đường thì nó không có đâm vô đó đi vòng nha các bạn. Đó đây dòm chùm nhà trắng trắng, trong đó là bên hướng nhà mình bên đó, dòm thấy cầu luôn các bạn. Ở trong này thì chắc không dòm thấy. Dòm cái miếng đất này mà tiếc hoài luôn. Cái hậu vô tới cái mấy cái cầu cột cắm nó luôn các bạn. Bây giờ người ta lên nền nè, người ta múc ao rồi. Đây dài mị mị dưới luôn đó. Nói chung là tới bụi cây dưới đó luôn các bạn, mặt tiền. Hai mặt tiền luôn. Vớt được miếng này hồi đó mà được cái giờ này cắt cái nhà ngoài này, mấy anh em ngoài này ở trại ngoài này là chơi tự do luôn, khỏi sợ ai. Muốn đi sang Bắc rồi nhảy xuống là đi sang Bắc thôi. Đường lộ này chạy về nhà mình luôn á. À. Dài vòng về nhà mình luôn. Đây đường này, đường này cũng về. Đường nào cũng về. Chưa... cái hồ im quá kìa chú Tư. Cuốc này cũng lâu rồi đó. Chưa tới số ha. Giống như bữa hổm á, ta trúng số gần gần mấy này chọn. Bữa hổm cách đây khoảng bữa nay thứ mấy ta? Thứ hai. Thứ ba. 6 ngày trước nha các bạn. 6 ngày trước chút xíu là nhóm khám phá miền Tây Linh Đình nữa các bạn. Có chú đó ông ghé lại ông bán cái số mà ông nguyên một lốc độc đắc luôn. Độc đắc da ngủi. Trời trời, 3-4 anh em người 5 vé, 10 vé. Mà toàn là lấy cái lốc khác không, còn cái lốc ăn ủi với độc đất không lấy. Người ta trúng nguyên cái con kinh của mình luôn, còn mấy anh em thì ngồi dòm con. Chắc lưỡi. Vậy em thôi, giờ này là không có đi cắm câu rồi ha. Thôi, giờ này thôi, 5 tờ nè, 10 tờ nè. Ta, người ta qua đường xong ba. Giờ mấy anh em chia nhau ra cắm câu nha các bạn. Giờ cắm hai hướng đi, hướng trong nó đi kinh nhỏ đi. Kinh nhỏ với kinh lớn. Giờ đang cắm kinh lớn thì bây giờ nói chung là đường lộ mấy anh em lộ thoải mái nha các bạn ơi. Muốn cắm đâu cắm thoải mái luôn. Bên nào cũng có lộ hết. Đó, chỗ này ngon nè. Mấy anh em có đem bình hồ lô mình theo luôn nha các bạn. Muối ớt đồ thủ sẵn hết trơn luôn á. Chờ cắm xong mình ngồi chứ này là nhậu mà mình ngồi nhậu đâu cần lên cống đúng không? Đây là lắng lứt luôn rồi. Sập trơn luôn rồi. Nền tảng thằng luôn. Còn có dơ mình nhảy xuống hồ tắm luôn. Có hồ tắm luôn. Cắm xong rồi chỉ có trời tối mấy anh em đi thăm có cá là lên làm mồi thôi. Tối cỡ cá rồi. Giờ đi cắm cũng thấy khỏe nữa. Đúng ra đi xe đó là tại mình đồ đạc hơi bị nhiều. Chứ thôi chạy xe cho tới đây luôn rồi. Tới đây luôn ha. Lộ bên đó luôn nha các bạn. Bên đó lộ chạy thẳng xuống tới xã luôn. Ngày xưa là đường đi còn không có nữa, đường mòn không có đường mòn nữa. Nói đâu ngày xưa 6 tháng trước gì? 6 tháng trước là mấy anh em dằn lưới rắn đồ dài dài bên đó đó. Đường mòn đi còn khó khăn nữa. Bây giờ đường lộ 2-3 mét chạy xe ầm ầm. Bây giờ đường lộ làm chỗ này nè. Này là chỗ quay đầu xe lớn mà.
Bữa anh Tư mà phản chục giá là mua du lịch chở mấy anh em vô đây cắm câu xong rồi chạy về luôn hả anh Tư? về bà bản đây tôi trúng rồi đó, bản đây ông trúng rồi đó, ngay trúng cái gì, chết. Ông trúng không em hả? Em. Đây, giờ để mấy anh em đi cắm câu nha các bạn. Tức cũng chết rồi. Cắm xong rồi chắc chừng nào tối tối sụp tối khoảng chừng 7 mấy 8 giờ mấy anh em đi thăm. Thăm mà mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Mong là có cá tối mấy anh em làm xương xương cái mới về nha. Mưa các bạn ơi. Mấy anh em cắm câu xong rồi mới lại đây ngồi cái bị mưa rồi. Ngộ thiệt chứ. Quá giờ mưa. Mới đi hút gom về luôn nè các bạn. Hút được đống gom kìa. Ừ, không có gì đậy gom hết nè. Lấy áo đi. Cái đó đâu cũng dữ. Cái áo đó đậy gom lại đi. Có cái áo mưa lấy đậy gom luôn chứ không che người luôn thấy không các bạn. Khổ ghê luôn. Chạy chạy tới luôn. À là chỗ. Đây nắng rồi. Im quá. Trời chiều quá im. Chiều thấy quá im luôn, giờ mưa rồi. Đợi tí xíu nha các bạn, tạnh tạnh cái nó giảm cái mấy anh em đi thăm câu. Mong mà cho ổng không mưa cái mấy anh em ngồi ở đây nướng cá bằng rơm làm xương xương cái này về. Ổng mà làm đám lớn nghe mấy anh em thăm chắc chạy về luôn. Xương xương thì thôi đừng lớn. Rồi. Giờ này mấy anh em vừa giảm mưa các bạn. Bớt rớt hột rồi mấy anh em tranh thủ đi thăm nha các bạn. Lâu lắm rồi cũng không đi câm, không đi cắm câu. Nhớ mày nè. Để gì. Nước nó gầm á. Nhâm lên. Lộ đã chứ. Lộ này thì chắc phải dành cho anh đang nữa nè. Quên nữa hồi chiều phải mình chạy xe vòng vòng ra đây ha. Hồi chiều cho anh đang chạy trời. Tập con lên có vợ rồi phải tập chạy đi chứ. Chấm yêu không? Rồi hết ngồi. Đây, chuẩn bị nhớ đây. Hết mòn sẽ cầm thục lên chút dưới. Thấp quá đây này. Để nó đang ăn giờ này, cái sáng cũng ăn. Đang sừng lớn ăn. Anh thôi à. Đang rồi bạn. Không ý nó là nó ăn cá nó ăn dính từ đây tới tối tới xíu nè. Cái sáng là nó rồng xuống rồi. Thấy thoải mái quá ha, đi thăm câu thấy nhàn nhã quá hả. Hồi đó hả, lội đường này muốn xỉn luôn. Rồi muốn xuống cái mé này cấm đâu có được đâu. Bây giờ đứng trên ghim thôi. Lúc yeah, mới yeah. Lại chưa vậy trơn là nó nhảy mất tiêu các bạn ơi. Là lúc là mà đang chạy giết lại. Rồi vậy cũng có hy vọng rồi, có cá là có hy vọng đúng không? Cá đúng rồi. Rồi mình còn nhiều cân mà. Nhiều mấy chục cân luôn mà. Để dưng cân làm mình hút cái đầu hút. Không mà thấy được cá rồi. Cũng cỡ chẳng cái à. Cá rồi thấy được không tới chút nữa nhỏ nó chạy không. Nó bự á. Đường này vừa đi vừa quay luôn cũng đỡ ha. Đỡ rung ha. Đường kia là chật ba ta, trời mưa này là chật ba ta luôn. Mới làm bao lâu đâu mà cỏ nó mọc bự ra. Chứ không ai đi hết trơn thì nó phải mọc hay không. Đường này có mấy ông cò lúa ông chạy tới chạy lui. Tới mùa ông chạy tới chạy lui một cái thôi chứ. Cò
cò lúa chạy thôi. Đi đó mà đường mình nhà nhóc ra không làm. Ông cũng còn nhá nhá hoài. Còn nhá. Còn mồi luôn. La quá cá quá hồng nãy luôn. Lúc nữa hả? Lúc. Thôi nó chừng đầu. Cẩn thận đen. Đó được nha đen. Rồi. Đâu có. Trời. Sao tự nhiên đưa lên lại lại đen ơi. Ôi. Ngon lành trời ơi. Nha. Hello. Rồi đây. Sướng rồi. Rồi, nướng nha, nướng nha. Nướng xích lên đây đi. Lên nha, nó nhảy cái vặn. Chụp không kịp đó. Nướng nha. Đây này cá non non hoa. Im. Đầu mùa mưa. Ngon lành nha. Không thôi được hai em rồi đó. Không mà con này thấy bự hơn con nãy ha. Con nãy nhảy lên thế nhỏ. Con nãy bự hơn á, con thấy nó dậy xích lên. Nhỏ thôi. Con thấy thì thấy là bự. Cộng bành. Gắn gắn kiếm 4 con người 1 con nha. Lâu lắm rồi mới cắm câu lại. Rồi rồi nhảy lên bờ. Nhảy nhảy lên hả? Nhảy leo một cây. Không nhiễu hột vậy đó. Bởi vì đang xịa 3 cây đây luôn. Không đáng gì nữa. Dạ. 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 Người mà lần này là 2 người thôi. Dạ. Cốc bắt cốc bắt cốc. Đâu. Trước kìa. Trời ơi, con cốc luôn. Vô, lúc. Cá bự. Rồi, ngang vô thường nha. Đứng lại gần, xa ra cá bự lắm các bạn ơi, lúc cần rồi. Cá bự lắm, nắm con dây, không nắm con dây, đúng rồi. Đưa vô con mắt nghịch luôn. Quá đã. Cá đã các bạn ơi. Xuống nha. Đã được chưa? Vô. Ngon lành. Trời. Bàm tay hả? Bàm tay luôn. Trời ơi, lâu lắm thì mới được con này nha các bạn, coi nè. Đã chưa? Chồng khuyếu. Ê, dễ không? Dậy hết hồn. Cái này sao cảm giác mạnh thế? Sao dễ hết hồn quá. Giật mình hoài. Nằm im đi, gỡ ra chưa? Ủa? Ôi ôi. Lúc rồi. Sẵn con mồi luôn mà chưa nhà lốt khống giật luôn. Ôi xe cóc càng con dây luôn. Vô quá sướng. Ngon lắm. Cảm giác. Có cảm giác thôi. Lâu lắm rồi mới có cảm giác lại lúc cần nha các bạn. Xe ăn nhái. Rồi dính cá đã trời. Đã rồi chứ. Cung tay chứ. Ôi ngay cái điểm đó quá lý tưởng là nghe con bọng luôn. Còn nó xuống chút nữa đi. Chỗ đó trống cho nó xuống. Ờ à, yeah. Chỗ trống rồi, chỗ trống nó không có leo được cho nó sâu một tí. Ờ đã rồi chứ. Cá nó 400 gram hết nữa. Đã thiệt. Muốn đu. Hết rồi. Mà cá bự đó thấy non nghèo à. Đó đó nữa vậy đó. Đó nhỏ không mà. Lâu ngày cảm giác lúc cặn đã thôi nha. Sướng quá. Nhờ hôm nay mưa nhiều á, mưa chùm á, cá nhiều. Đó. Đang tự nhảy lên bờ rồi. Có cản trở gì không? Không. Cản chứ thằng khủng cũng là lục bình như vậy đúng không?
Nó gì thẳng thẳng vậy? Không, không dính. Đồ lên thẳng băng rồi đó. Không dính, không dính. Không. Không. Thấy quậy nước của nó ta. Hết nó lại chứ. Đó. Nó bài vô. Còn mồi luôn. Xa xa làm cái nền gì đã chứ. Chỗ quay đầu xe mà không có hai chiếc nó cũng nhau sao? Rồi hết mồi. Càng này hết mồi các bạn ơi. Nhưng 10 lần người dân lưới gắn trong đây dính liền liền. Đậm. Đậm hả không? Đậm. Đậm gì? Con gì? Đậm con ếch. Mày chỉ có ếch thôi chứ không có gì khác hả? Nhá luôn. Ừ, sẵn nhá luôn. Thông, thông ếch thì chỉ có ếch thôi. Chỉ có ếch thôi. Cũng ngon. Trời ơi, ếch nướng nướng là nhức nách luôn á. Ra đồng gặp ếch nướng này còn gì nữa. Bắt được nhái luôn nè, móc vô luôn. Có cốc thì có ếch hả? Có cốc. Đừng ngồi bắt con cốc nướng. Cốc bây giờ làm thuốc. Lộn. Đúng không? Lộn. Lộn 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 Lý Thông nữa trời. Bự đâu nghe chạch 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 là Lý Thông rồi. Lý Thông nữa rồi. Ừ. Lý Thông mở hàng đắt quá mà. Lý Thông ơi Lý Thông. Nghe nó quậy quá quậy. Bự còn nãy nữa. Bụng anh ăn con cua hay gì vậy đó. Khám à. Cua đâu không thấy làm con nhái của mình rồi đó. Bắt nhái luôn không này. Đó. Vậy là hai ếch hai lóc rồi ha. Đây, còn mồi. Hai ếch hai lóc mà một cốc hả? Một cốc. Cốc ngoài ruộng con nào cũng nói chà bá không à. Lên bờ ngồi. Mấy chỗ hẹp hẹp dễ lên bờ ngồi. Rồi xuống môi. Người ếch sống. Cái này ếch dữ nha. Nói đặt mấy cái lọc ếch ở đây ngon. Đây, ê, đừng đá cốc. Thì bắt chứ. Sợ đá nó nhảy chứ. Cầm hết hồn. Rồi, hết mồi. Mồi hết là hết mồi. Vừa thu hoạch hết, vừa thu hoạch cá. Cốc luôn. Cốc luôn. Vì chụm chụm trước nha. Nghe chụm chụm đâu rồi ta? Nghe chụm chụm. Đâu, nằm hơi thay rồi. Còn mồi không mà. Mồi con. Giờ làm lộ giờ thấy sướng ha. Mỗi lần mấy cái bụi tre này đi ngang là dò cẳng. Tới nè. Giờ xong đó là về con giúp đây. Ừ. Đó, con tắt đó. Còn mồi. Nút tắt ở đâu? Trong này dám có cái cha ta sao mà càng vô nổi. Còn mồi. Bất nhiên khúc giờ thọn. Cái này im quá mà ta. Mồi luôn. Mồi đó nó chìm quá, nó không quậy, cá nó không vô. Sữa nó lên tí xíu thôi. Nó phải thọt thọt, chấm
nửa nách nhái nó dãy dãy rồi cá nó mới thấy nó vô chứ. Nó nằm im ru như chết rồi. Rồi. Lúc này thấy im quá mà không có ta. Lúc trước mình cắm ở đây dính cá già không nha đây. Trời ơi trời, khúc này ít dữ lắm. Bữa nào mình đi cắm câu ếch này mình chạy xe vô đây mình cắm nè. Quá trời lục bình, này mình chen vô không nổi chứ trong này bảo đảm có cá tra đó. Này bữa nào mình đi thả câu trai cũng được nữa nè. Nếu mà có cá tra mình thả câu trai được á. Đi chen vô ha. Móc lỗ mình bỏ vô, không phải chen mình đi đường xe nè. Mình lỗ cái đó, móc lỗ bỏ cái chai xuống thôi hả? Lấm, lấm. Gì? Lấm, đào ra không hết. Hết nước rồi, nó quậy kìa, nước văng tùm lum nha kìa. Trời ơi. Thường nó còn cá lóc không à trời. Thì ở nó quậy nè. Lúc cần dở lên lý thông không. Bự nha. Bự luôn. Bự rồi. Quá bự rồi. Cái này anh ăn rồi, tử ngoài luôn. Quá trời luôn. Cái này chắc cỡ thứ hai thứ ba gì của đi thứ không. Thứ hai thứ ba. Rớt biết cái đùi rồi. Thấy liệt tướng cá lóc không à. Tính ta phản kẹo bữa nay rồi. Đó nha bạn. Trời đá nữa. Đó. Quạm tay vô từ rồi. Quạm tay. Tay luôn. Sướng luôn ha. Nó phản kèo nữa hả? Nãy dính cá lóc đã thiệt trời. Ha, lâu quá mình không có cảm giác dính được con cá bự như cá sướng. Cỡ 300 gram thôi mà dòm thấy sướng rồi bạn. Lúc đọt ít dính thì thấy dính gì nó sướng cảm giác. Vô mấy cái hầm trong này nha các bạn. Cái hầm tao múc lên nè. Múc tao bỏ đây cũng mấy tháng rồi. Thấy nước trong vắt à. À, chiều cũng nghe táp đó mà không biết có cá không. Mấy anh em cắm đại trong này luôn. Đó đó đó. Không gì? Đó. Trời ơi cá lóc nó chạy. Đây đây đó được cái. Trời 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 trời. Ủa, đó, đó, đó. Ôi cá lóc nó lên bờ. Đi 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 đi. Nó ăn cá một con nè. Để chạy ra. Không trời. Trời ơi cá lóc nó chạy kìa. Sao lấy gì? Cái này cái này. Sao làm gì nữa? Cái nơm mình ha. Cái nôm là ngon luôn. Cái này mình đi ra đây thử cá lóc rồi là thử. Ừ. Chiều lấy cần câu ra đây thực chúng nhái thực được. À cái vuông nữa mày. Cái này ta múc lên nè. Ồ cá nó chạy kìa. Xèo xèo luôn. Cái này cái gì vậy? Cái chạy nhỏ nè. Lồng cong gì vậy? Lồng cong. Cái này lướt lồng cong mình ra đây mình văng được nè. Quá trời lồng cong nhiều luôn. Lóc luôn rồi, chạy luôn rồi. Trời ơi, trời. Trời. Này hai cái đơm chặn. Coi coi coi. Đó, phóng luôn kìa. Ôi giời. Lên tuốt trên này các bạn ơi. Để con cá gì nè. Cá rô. Cá phi. Cá phi. Đợi kìa. Đó, đợi kìa. Đó. Trời ơi. Tiêu rồi. Nó vô trên này sao quấy à. Có cái đơm mới được. Cái đơm mới ăn rồi. Hai cần cái chứ quá thì tắm gì đâu không chứ. Đợi kìa. Đó đó, mình thấy luôn đó các bạn. Đây là ngay chân cái cụm cỏ này nha. Đó, nhảy. Trời ơi. Trời ơi, trời kìa, con nhái nằm đó nó mạnh. Chết nhái rồi, chết nhái rồi, chết nhái rồi, nó táp chết nhái kìa. Thấy không? Táp chết nhái kìa. Cắm xích trên rồi nè, xong ơi, đừng cắm xích ngoài nó quá. Nè, nó táp nhái lội hèo luôn. Cắm lên trên này đi. Cắm trên nè. Đó, đó, kìa. Ủa, trời trời, sao ở đây có lóc gì vậy? Ủa, nhóc luôn. Kìa kìa, chạy cũng kinh đắng nha, cái này chắc nó bè lồng rồng nó đẻ nè, nãy giờ thấy cá lưới lưới không à. Đường lên đây nè, đường lên đây nè. Ngủ rồi. Đi. Ngủ rồi. Cá ngủ hả? Ồ cá non ơi. Rồi, đã dính được con bị ngủ rồi anh ơi. Cỡ luôn á, ừ, còn sống, sống, sống. Sống. Cuối cùng cũng dính được nghe em. Rồi, cá cỡ này không nữa các bạn. Nãy bài bài cỡ này không nè. Con này muốn cứng mình nè. Cứng mình. Tưởng nó ngủ không ai còn sống à. Lồng dưới tư ơi. Cá này cái này cái này nè. Chạy xeo xeo. Bê lồng rồng nó đẻ sao. Nó ngủm rồi. Cứng mình nè. Cứng mình chứ.
Trời ơi trời, trong này cá lóc cứng thấy ham luôn. Lớn mà lớn ha. Con nhái nè. Cho em con nhái nè. Ở chỗ anh cần nó dưới sông cần nè. Dưới sông này mấy cần tổng cộng? Sông này mấy cần à? Còn mấy cần nữa hết rồi bạn ơi. Ngoài sông nè. Trời ơi trời, trong đó quá trời cá luôn mà cấm nó không dính tức thì trời có con một. Cá nó chạy thấy ham luôn mà không dính. Chạy nôn luôn á. Gì ta? Đó. Lụm nước rồi. Lụm rồi sư phụ. Em bỏ nước rồi. Lụm. Lụm lụm. Lụm. Em hai em cắm đi cắm cái này. Cá lưới thôi. Lứa. Cái này. Lứa rồi. Ngon lắm. Đó, con bự rồi. Ok. Coi dính là được. Ngon rồi. Càng này hết luôn rồi, phải không? Còn ấm. Hết rồi, càng này hết rồi. Này còn cuối hốc, hốc của mấy con tổng cộng thôi. Bốn con. Bốn con, bốn con. Vừa đủ luôn. Mấy mét? Ba mét. Phải được 4 mét nữa là con mới sướng á. Rồi càng này là càng cuối nha các bạn. Gì vậy? cá chạy thông thấy ham quá. Vậy là mấy cái mương này mấy anh em mình tập trung cắm câu trong này là ngon luôn á. Rồi mấy anh em về tới đây ghe hả bạn ơi. Mình quá buổi tối mấy anh em được 4 cái lóc với 3 con ếch. Thì mình nhảy anh Tư. Anh nhảy à? Ếch bự không à? Đem ra kiếm cây lụi nó nướng rơm luôn. Rồi giờ để cái này đâu. Rồi 4 em lóc. Xử 4 em lóc nha các bạn. Anh Hùng nằm trên khói lửa lâu lắm rồi mới có cá lóc nướng rơm. Nướng rơm. Né né cái đống rơm này ra nha. Nó bám vô cái là nó cháy phình phình luôn á. Nổi lửa lên. Có lửa là có khói. Còn khô mà. Thở ướt mình chứ đâu có để cho rơm ướt. Có cái áo mưa đem đi đậy rơm luôn chứ không không chùm người luôn. Không chùm luôn. Chị lát luôn. Ngọn lửa mà phùm. Sự ấm luôn á. Sự ấm, sự ấm, sự ấm. Sự ấm. Sự ấm. Sự ấm. Rồi, mồi bén đã xong. Đó, vàng ươm. Để đó cậu dãy luôn. Đó. Vẫn chưa. Con cá bự một rồi. Ba con lứa. Rồi, xong. Bốn em. Em bốn em lóc với cái bắp chuối. Rồi, lá lốt. Lá cát, lá cát, lá cát, lá cát. Rau muống. Rau muống. Khui hàng, khui hàng. Khui con đó lên đi thôi. Không có cái cây vui nóng cái cây nãy mình nói các bạn giá gì cái này không có ngủ là ngủ mà mời về ăn thôi mời về ăn thôi vậy cái rượu ăn cá lóc nướng. Rồi giấc sáng kiếm sáng kiếm nhiều hơn ơi. 8 9 con, 7 8 con rồi. Rồi giấc sáng trong hầm là dính nhiều nhiều cái thấy nó nhảy mời quá mời. Nhảy quá nhảy hả? Nhảy quá nhảy. Mời mời. Thôi, vô luôn đi. Vô. Đúng rồi giờ tới mình. Giấy rồi mấy ông uống rồi bây giờ mình làm chứ. Rồi bé Tư xin mời cả nhà ha. Xin mời cả nhà luôn nha. Vô bạn ơi. Nè xin mời các bạn luôn nha. Hôm nay lâu lắm rồi mới có cảm giác mà nướng rồi, ra, cái lóc uống ra cái lóc ruộng cái lóc nướng đi đã gì đâu trời
đã mà không chịu dỗ đùi anh Đen. Cái đùi đấy nhỏ nhẹ thôi, nhẹ chấm với muối ớt chanh nha các bạn. Chiều quên mặc cái áo nữa, ba anh đẹp trai quá trời mình chưa quét à, chưa quét. Dồn cá là cuốn bánh tráng này, mình cuốn lá cách ha, là cách. Rồi xin mời cả nhà luôn nha, cá lóc nướng trên ruộng. Cuốn dồn cái này coi vô ăn cứ như coi coi là ăn thơm thơm ha, bốc bốc vậy mới ngon tươi rồi. Xin mời cả nhà ăn cá lóc nướng ha. Không, cũng xin mời cô chú anh chị các bạn dùng miếng cá lóc nướng luôn nha, cá lóc nướng gom luôn á. Thấy thèm quá ăn không mời luôn. Mới ăn bắp chuối à. Làm hơi bị nhiều nè. Phương xin mời cô chú anh chị và các bạn luôn nha, dùng với Phương miếng cá lóc nướng rơm. Thử gói lá cách ăn đã luôn rồi. Gói lá cách ngon hay bắp chuối? Ngon, gói lá cách ngon. Thơm, lá cách thơm. Vô thấy vậy là ngon lành nữa, mình bị sảy con không ta? Sảy con, sảy con. Chưa thấy mặt con cá nữa, đúng thấy không? Thôi là được năm con rồi. Thấy con cá à? Thấy rồi, nhảy lên luôn mà. Thấy tình hình ở trong mấy cái hầm này thấy ngon các bạn ơi. Mong là sáng dính 5-7 con gì á. Trời, đi mà thấy nó nhảy, thấy ngam luôn. Nôn vậy. Vậy mà nó không ăn mình con nào không vậy? Con một mà. Em nghĩ là chắc nó trong đây cá lồng tông ngấy nhiều, nó ăn cá sống á, ăn cá mồi. Em sợ nó ăn cá con á, nên mình cắm cá rô con rồi. Cá sặc không? Ừ, cá sặc rô con rồi em luôn á. Có cá sặc đẹp, sặc bớm á, cá nhỏ á, máng vô đó là đó. Cá là sao thấy nó có cỡ nhau không à? Chơi, thấy thì gấp mồi quá, không gấp được luôn đây. Miếng bày lồng rồng mà, lồng rồng lớn á, lớn lên lượt một. Cá nó cắm cao dính đều gan mà cá lồng tông quá trời luôn, đem lưới văn mình không có lưới đuổi lồng tông ha, văn là đuổi có ban đêm á, lồng tông mình đó có, mình có lưới lồng tông ban đêm gì nè, đuổi cái mấy văn phía ngoài ha. Ừ, văn cặp cặp mấy đẻ cặp cặp mấy chớn cái đó mình giấc chiều mình văn, cái giấc chiều mình văn là tối lên tối đầu phật đèo chạy giấc chiều văn nó lên là dính hết. Chiều em cắm câu là em thấy làm như có cá câu phi á, nó chạy quỳ giỡn giỡn á, nãy có con chạy đó. Vô 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 lâu lắm rồi trời, mình mới ăn cá lóc nướng ngoài này. Nó thơm. Đó. Lá cách thơm lắm. Cái mà mốt mà ra đồng là phải kiếm lá cách nha. Đấy nè, đang lẳng nè. Nguyên cây luôn. Hình như cái cây dính ngay chân vô ếch luôn vậy. Rồi dính chân ếch. Mình còn mấy ếch chưa nướng nữa. Bốn cá này vừa. Ếch không gầy cũng ngán rồi ha. Ngán à, chưa rồi. Sáng mình làm mới nữa rồi. Sáng thế nào trong vuông này cũng dính nè.
Cái đầu hai lỗi nhé. Không phải nó lên chạm quá. Gì đâu mà thấy đi nó nhảy mất nôn kìa. Mà nó nãy mình thấy mình thấy nhảy không là cả chục con vậy đó. Cái này là thiếu lá chùm mồi nha. Lá chùm mồi vô nữa, lá chùm nữa. Cái mồi vô là thơm phức luôn á. Lá xài, lá cóc vậy nữa hả? Phải lá cóc là lá cóc cũng chưa chua. Lá cóc, lá cóc cũng được. Lá cóc chua. Lá cóc với lá cách này là cuốn vô ăn với cá lóc nướng thôi. Đầu hên chú Tư để ý cái lá cách. Nghe nó đi cả, ngẫm như đen tôi về nó thấy rồi. Quơ thêm mấy đọt rau muống nữa mà. Mấy đọt rau muống nữa. Vô. Anh đớp được miếng mồi rồi, vô à. Vô. Vô. Mình xin mời cái nhà luôn nha. Vô bạn ơi. Con mùi hông bay đây ta. Vô bạn ơi. Phương cũng xin mời các bạn ly này nữa. Mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Mình xin kết thúc cái phần 1 ở đây. Buổi đi cắm câu đêm của mấy anh em. Rồi. Rồi cúp điện luôn rồi. Điện hả? Cúp điện luôn. Giữa ruộng mà cũng cúp điện nữa. Giữa ruộng mà chơi cúp điện kỳ ta. Lên đèn cho tôi đây. Mở mấy cái đèn pin lên đi. Đèn bị hết điện các bạn ơi. Thì chắc đúng ra mình phải kết thúc trước 30 giây nữa. Thôi chắc buổi đi thăm câu đêm của mấy anh em, thành quả thì được 4 con cá lóc với 3 ngớt hả? 3 ngớt. Thì về mấy anh em nướng 4 cá lóc làm tại đồng luôn các bạn. Nướng thơm, bữa nay ăn thấy ngon. Lâu quá rồi không? Ngon. Lâu lắm rồi. Ngon, anh em mới có cảm giác mà ra đồng mà nướng cá lóc bằng rơm nha các bạn. Đến bữa nay ổng không cho nướng bằng rơm luôn rồi chứ. Người dữ lắm rồi. Còn thương. Xương xương à, phun xương chút à. Vậy thôi mấy anh em cái uống ly này mình sẽ kết thúc cái phần 1 ở đây. Sáng mai mấy anh em tiếp tục đi thăm câu. Phương sẽ quay làm cái phần 2 gửi đến cô chú anh chị và các bạn sau nha. Bây giờ xin mời các bạn. Thôi giờ mấy anh em xin chào các bạn. Chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Gặp lại buổi sáng đây chứ. Gặp lại buổi sáng. Sáng bằng ngày. Chuyến cắm câu đêm của mấy anh em nha. Tự nhiên đang ngon cũng cụp điện cái cục mà. Giờ tối rồi đó bắt đầu. Mạnh ai nấy cào đi chứ. Cào đi.